Hello, chào mừng 500 anh em ruột đã đến với channel của Ngọc Ken nha. Hôm nay thì Ngọc sẽ review tới cho anh em một cái tựa game nhập vai, cốt truyện Tam Quốc. Và cái hình thức đánh là theo dạng chặt chém liên trảm đó mọi người. Và sẽ sắp được ra mắt tại thị trường Việt Nam với một cái nhà phát hành rất là uy tín ở Việt Nam, đó là nhà phát hành VNG. Cái tựa game này hiện tại thì đang có tên là Dynasty Warrior Overlord, nên là anh em có thể là lên trên Google hay là YouTube, anh em gõ cái tên như vậy để anh em tìm kiếm game. Và mình đang test thử cái máy chủ ở bên nước ngoài vì là chưa có về Việt Nam, nhưng mà nó cũng sắp sắp về rồi mọi người. Đây, cái cốt truyện thì Tam Quốc nên là mới có cái Quan Vũ này, con Quan Vũ đang cầm cái đao đây. Rồi ở đây hai cái kiếm này chắc chắn là Lưu Bị rồi. Còn cái Smough này chắc chắn là Trương Phi rồi. Đang nhảy nên không biết đập thằng nào đây. Thằng này thì ở xa quá mình không nhìn rõ được. Thì bây giờ đang là trong cái thời gian là loát màn hình để vào game. Chúng ta cùng theo chân Ngọc để test thử con game này nó xem nó như thế nào nhá. Đây như là lúc đầu đây là đang cốt truyện đi đánh giặc khăn vàng hay gì đây. Ta bỏ qua đây. Bỏ qua cốt truyện đi. Ok. Rồi. Mới vào một phát một thì nó sẽ là cái con tướng mà mình đang cầm là Lưu Bị mọi người. Đây chém chém đấy, chém lên lên trảm đấy mọi người. Đấy thì hiện tại thì mình đang chơi bằng cái máy tính nên mình chơi bằng giả lập LD player, nên là mình sẽ chọn chuột phải là đây, chọn chuột phải là à, chuột trái là chặt chém đây mọi người. Đấy một lát nữa mình khả năng mình sẽ cài cái phím nhanh đây, bỏ qua đi. Bây giờ là nó có thêm được cái tuyệt kỹ khi mà mình chém thường đấy, mình chém thường đủ một nhát hay là hai nhát là mình xài tuyệt kỹ, là nó ra sẽ ra từng combo khác nhau, nghĩa là mình xài skill đấy mọi người. Chúng ta sẽ xài skill đây, mình sẽ chém thường một nhát hai nhát skill này, bay ba nhát skill này, đó là skill vẫn khác nhau. Chém này đấy, skill đấy anh em nhìn thấy không? Mạnh thật sự đúng không mọi người? Xài skill thì nhìn nó phải khắc bọt ngay, chém nhát bốn cái xài skill này. Rồi bây giờ là đây, kết hợp, nó chỉ cho mình kết hợp đấy, nó chỉ cho mình kết hợp đấy mọi người. Đấy nó chỉ cho mình kết hợp skill một chém này, hai chém này, ba chém, bốn chém, skill khác này, chạy lên trên này đánh con boss này, mấy thằng lâu la kia thì có cái gì đâu phải tét đam đúng không mọi người? Tét đam là phải đánh cái thằng này to người. Đây cái này là mình chọn vào và mình khóa vào cái nhân vật này, target mục tiêu đấy mọi người. Đây là nó hướng dẫn khi mà mình xài cái điện thoại là hai cái tay anh em cầm hai bên đấy, nhưng mà mình xài máy tính thì nó cũng như vậy thôi. Chém đấy, con boss chết rồi. Nó sẽ có target từng mục tiêu đây mọi người, có cái nút này nè mọi người, đây target mục tiêu đây. Rồi sẽ qua màn, đã qua được một màn rồi. Mình thì riêng bản thân mình là khá là thích cái thể loại mà chặt chém liên trảm này và đi từng màn như vậy nha. Nhưng mà con game này chắc là nó với cái giao diện rất là đẹp này thì khả năng là cũng phải cái dung lượng, dung lượng là khá là mạnh, nên là anh em lưu ý giúp mình là cái xài lựa chọn cái thiết bị phù hợp để chơi game. Chắc cũng cỡ tầm 3, 4, 5, 6 GB gì đấy. Mình thì chưa có xem cái dung lượng, không biết là về Việt Nam người ta có tinh chỉnh lại không. Đây sẽ được chọn hai cái chế độ 2.5D với lại 3D. Về tay VNG là nó có được thay đổi gì không, hay là sẽ nguyên bản của bên cái máy chủ nước ngoài rồi đem về luôn. Đâu xài tuyệt kỹ luôn. Cái này là một chém nó xài được tuyệt kỹ luôn mọi người. Chém là hai chém này xài tuyệt kỹ này. Đây tuyệt kỹ là hai combo đấy, hai combo đấy mọi người thấy chưa? Ok đúng không mọi người? Này giờ mình sẽ sai tuyệt kỹ ba combo mọi người xem này, mình sẽ sai tuyệt kỹ ba combo nhá.
Đấy, cực kỳ 3 combo đấy. Tí nữa sẽ xài cực kỳ 4 combo cho anh em xem. Chơi cho lên này. Rồi, vẫn chưa lên được. Mình cũng chưa có rành lắm nên là chưa biết như thế nào. Hay là dưới này còn tựa, còn lính này. Đúng rồi, dưới này còn lính là nó không cho lên mọi người. Đấy, dưới này còn tướng, còn lính. Còn lính ở dưới này nó không cho lên nha mọi người. 1.104 lên trạm rồi. Rồi, bây giờ là mình đánh hết lính thì nó mới cho mình lên lên đánh cái tên lính thứ hai nha mọi người. Đây, đó, 4 liên tạm của Quan Vũ đây. Ok. Hết chưa? Mấy con này nó không tự động nó bu vào người mình nữa nè. Rồi ok, đã đánh hết, sẽ lên tên lính tiếp theo. Cài cái phím nhanh, cài cái phím nhanh chém thương này đi chỗ khác đó mọi người, cài phím nhanh chém thương này thành cái phím khác đây. Ok, lên, lên sàn. Ok chưa, chém này, lên này. Cứ phải xài combo, cứ phải xài combo thì nó mới mạnh được. Hết chưa? Vẫn còn một thằng, vẫn còn một thằng sót ở đây. Lên đây anh em. Đây chúng ta sẽ lên đánh với con boss này. Con boss này nó sẽ có màu đỏ này. Anh em chúng ta phải target vào mục tiêu, khóa mục tiêu vào nó. Đây, khi mình target mục tiêu nó sẽ có dấu mũi tên đỏ xuống đây. Chém này, tuyệt kỹ này, chém này. Đây là xài nổ nha mọi người, cái này chắc chắn là cái nổ rồi. Đấy, nổ của Quan Vũ. Đẹp thật sự đúng không anh em? Nhìn chất thật sự luôn. Chém nó. Đấy. Rồi, qua màn. Biết là mình không hiểu tiếng Trung, không biết là ông này ông nói gì, đầu rớt ra không? Leo lên, nhảy, leo thang đây, leo thang lên cái map mới, cái ải mới. Mình thì cũng không rành tiếng Trung lắm, nên là đang trải nghiệm từ từ. Sẽ cho đổi hình, tạo hình thành Quan Phi, Trương Phi cầm bát smoke đây. Như một con trâu điên mọi người, như một con trâu điên. Ok, anh em thì đấy được không? Mình thích kiểu đánh của Trương Phi này, nó nhanh hơn đúng không mọi người? Đấy. Yeah. Ok, mình sẽ lên đây mình xài thử cái nộ của Trương Phi nhá. Đấy, húc ấy húc. Đấy, một quá là tăng máu được tem bạn luôn bạn anh em à. Đấy. Skill của Trương Phi này. Trương Phi nó đánh cái tốc độ, nhìn cái tốc độ đánh nó nhanh hơn Quan Vũ. Mình khá thích Trương Phi hơn mọi người. Không biết là anh em nãy giờ xem thì thấy thích con tướng nào hơn. Target mục tiêu, chém. Nộ nó cái. Đánh ông nội Trương Phi à. Nói về độ lực thì Trương Vy hơi khỏe. Chém. Đấy. Trương Vy nhìn đánh kiểu nó nhanh hơn nữa. Đã ngon anh em. Thì Tam Quốc nó sẽ có rất là nhiều tướng. Anh em lựa chọn cái tướng nào mà phù hợp với cái lối đánh của anh em, combo của anh em hay như thế nào. Mình thì mình khoái combo kiểu của Trương Vy là nó nhanh hơn, sướng hơn. Quan Vũ nó thì nó hơi chậm, nhưng mà nhìn nó kém về lực. Đánh con này tí lên, đánh mấy con quái này chết hết đi. Đánh mấy con quái này. Đó, Trương Phi nó đánh cái diện đánh của nó nhìn nó cũng rộng rộng hơn đúng không anh em?
Target mục tiêu này. Đấy, nộ vào con tướng luôn. Đấy. Chém tiếp. Mày dạy là tao chém luôn. Đấy. Phải để nó vừa dạy là chém nó luôn. Ok không anh em? Ok không? Anh em nhìn thấy có sôi đậu không? Nếu mà anh em cảm thấy sôi động thì hãy tải ngay con game Dynasty Warriors Overlord này về để chơi nha mọi người. Để test thử để hôm nào mà nó về cái máy chủ Việt Nam thì chúng ta cùng lập vui, lập bang. Chúng ta cùng kêu hiền nạp sĩ vào. Chúng ta cùng lên chiến trường cùng với Ngọc Ken nhá. Và bây giờ lên đánh con tướng này, lên đánh con hero này. Con này giống cái con mà ở lúc đầu màn hình game vừa mới xuất hiện. Lướt qua, bỏ qua cái cốt truyện này. Đó, bây giờ chém luôn. Ủi một cái. Ủi một cái. À, giờ có nhảy, có lướt rồi. Đấy, có lướt rồi, có lướt né rồi nha mọi người. Bỏ qua cái cốt truyện xíu. Đây là quan vũ xuống hay gì đây. Đấy, né này. Chém này. Mình ta ghét mục tiêu vào con tướng này. Mày vừa dạy là tao chém mày luôn. Không cho mày cơ hội phản đòn. Đấy. À, triệu hồi ba anh em. Lưu Quan Trương, đấy, Lưu Bị xuất chiến. Ba anh em hợp sức đánh tan kẻ địch luôn mọi người. Đấy, Lữ Bố còn đánh cho là bỏ chạy. Còn thằng tướng đầu trọc này là cái gì đâu đúng mọi người. Khi mà ba anh em Lưu Quan Trương hợp sức thì nó là một sức mạnh khá là khủng khiếp. Và đã qua màn, chúng ta sẽ tiếp tục tới cái màn tiếp theo xem nó như thế nào. Mình sẽ trải nghiệm thêm một vài con tướng nữa cho anh em xem. Đây là cái tên quá. Đây là cái tên YouTube. Nó không cho. Ok. Ken thì đã vào được. Tút Ngọc Ken này không vào được. Đây là Lưu Bị rồi. Nhìn tạo hình này là biết chắc Lưu Bị rồi. Đây là Trường Phi. Ba anh em một giấc. Cái đao này đao của Quan Vũ đây mọi người. Bây giờ chắc đây là sẽ đi làm nhiệm vụ thôi. Mình sẽ bỏ qua hết cốt truyện mọi người, vì tiếng Trung mình cũng không hiểu. Mình sẽ bỏ hết, còn nếu anh khi về Việt Nam anh em nào muốn đọc cốt truyện thì anh em cứ loát qua từ từ thôi. Đó, lực chiến nha mọi người. Lên lực chiến này. Ngọc Tỷ không biết là ấn vào cái gì đây rồi. Đây là tướng, nâng tướng lên à. Đi làm nhiệm vụ. Chiến mình đang 3000 mọi người. Này, chắc là đúng rồi, đi làm nhiệm vụ thôi. Lấy cái búa đập vào đây à. Đập vào đây. Rồi ok. Lên level. Ba anh em không cạch. Ba anh em uống rượu.
Tiếp tục đi làm nhiệm vụ xem như thế nào. Tiếp tục đi làm nhiệm vụ xem như thế nào mọi người. Sorry mọi người nhé, mình đang hơi bị cảm cúm xíu mọi người. Đây sẽ là rất là cái map bản đồ. Bản đồ thì sẽ chiếm một vùng đất nào đấy đi, hay như thế nào đấy. Mình cũng chưa rành mấy vì là mới chơi lần đầu, trải nghiệm lần đầu. Cộng thêm là tiếng Trung nữa, nhưng mà khi đây là chơi giống Trương Tinh Thái quá vậy. À, quay tướng mọi người, quay ra được con tướng nữ rồi. Sẽ đi đánh thử nó xem như thế nào. Rồi. Vô đây. À, cái này là kích duyên nha mọi người. Tinh Thái với lại Lưu Bị là thành được một duyên như thế nào đây? Kích duyên tăng lực chiến này. Kích duyên đây mọi người. Khả năng là như vậy, theo mình đoán là như vậy. Đây. Duyên tướng với nhau đấy mọi người. Chắc là đi đánh nhau thôi. Đây là nhìn đây thì chắc là Tào Tháo. Còn bên này chắc là Tôn Kiên, Tôn Quyền. À, giờ em này chọn đây. Đi đánh. Rồi, đi chiếm một vùng đất mới. Chọn theo con tướng này đi theo. Đấy, khi anh em theo có tướng thêm thì sẽ ba tướng đi theo đánh nữa. Không biết lên level cao thì sẽ ra trận được bao nhiêu. Rất mong là khi về mấy chỗ Việt Nam thì chúng ta sẽ được trải nghiệm tất cả những cái tính năng của cái bản nước ngoài này. Rồi ok, đánh trên một cái dãy núi tuyết rồi. Ok mọi người. Rồi, vô chém luôn. Bây giờ là mình sẽ thử xem con Lưu Bị chém như thế nào nhá. Ok, Lưu Bị chém khá nhanh. Ok, Lưu Bị chém khá nhanh. Đây rồi. À, cái bấm cái khiên này là con kia nó sẽ lên đây. À đây, không phải, đây là cái khiên của Lưu Bị mọi người. Cái khiên của Lưu Bị. Để mình chạy lên đây mình đánh thử. Map thứ hai này. Vô này. Lướt này. Đổi, à sẽ đổi qua, mình sẽ điều khiển qua con tướng mới này xem như thế nào mọi người nhá. Đó. Đã cho khiên lên để chắn to rồi. Sợi tuyệt chiêu này. Sợi tuyệt chiêu này. Target mục tiêu vào tướng này. Ok, mình thử nộ của con này xem như thế nào. Muốn đổi, anh em muốn đổi lại qua Lưu Bị thì đổi đây. Đấy. Còn muốn đổi qua Trương Tinh Thái thì đây. Nhưng mà không biết có phải Trương Tinh Thái không? Mọi người nhà mình thấy giống giống rồi mình cứ đạp vậy.
cũng có sai thì mong anh em bỏ qua cho nhé. Ok, dồn nó vào đường cùng luôn, dồn nó vào đường cùng luôn. Rồi tiếp tục qua ải mới mọi người. Chém kêu đổi qua lưu bị, đổi qua lưu bị chém này. Lưu bị chém lực hơn mọi người, kia yếu quá. Ok nào, này nữa. Ok rồi, còn con nào nữa không? Ôi dưới này còn một đống dưới này, dưới này còn một đống dưới này, xuống chém cho hết đi, không mất công tí nó phải quay lại. Ok đã hết rồi, sẽ đi theo cái hướng dẫn của cái mũi tên này. Ok. Mình vẫn thích cái lối đánh của Trương Phi hơn, nhưng bây giờ nó chưa có để đánh. Nó đang cho mình trải nghiệm từ từ từng con. À, cái này là đánh xa. Ném luôn. Chuyển này luôn. Chém này, mình nổ lưu bị ra, nổ lưu bị là chém hai tay hay kiếm. Tiếp tục qua ải mới mọi người. Đây chắc là tướng địch rồi, rồi chém một tướng địch này. Rồi cho quan vũ ra đây rồi. Quan vũ thì chém khá là chậm nhưng mà lực mọi người, đó lực. Một hai ba bốn năm sáu chơi được 6 cái chém thường skill luôn. Đó dài này, một này, hai ba bốn một này. Đó, nó đánh cái là mình bị mất cái liên cảm nha. 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6. Đây là đang đẩy lập. Ở đây đấy, combo đấy. Ok, tuyệt chiêu 2, tuyệt chiêu 3, tuyệt chiêu 1, tuyệt chiêu 2, tuyệt chiêu 3. Đấy, tuyệt chiêu 1, tuyệt chiêu 2, tuyệt chiêu 3, tuyệt chiêu 4. Đấy, thắng luôn rồi gì? Chưa, bỏ chạy, quân địch đã bỏ chạy rồi. Dạ, đi lượm đồ mọi người. Như là qua ải thôi, giết hết tướng là qua ải mọi người. Đấy, qua ải được đồ đây, nó cho kim nguyên bảo khá nhiều. Cái qua ải cho kim nguyên bảo như vậy cũng đỡ anh em nhỉ. Loát màn hình. Đây sẽ là mua cái gói, có gói thời hạn đấy mọi người. Trong vòng 1 tiếng đồng hồ mình mua với
Cái gói này với giá ở đây là 99 đô, về Việt Nam thì nó sẽ quy ra tiền Việt, sẽ mua bên tiền Việt cơ. Nên là mình sẽ bỏ qua cái này. Đó, và cốt truyện của nó là nãy giờ mình đã trải nghiệm cho anh em xem được là thứ nhất là Quan Vũ, thứ hai Trương Phi, thứ ba là Lưu Bị, và quay thêm được một con tướng tướng nữ hồi nãy cũng đã đánh thử cho anh em xem rồi. Và mình sẽ xin tạm dừng clip tại đây. Sẽ Ngọc sẽ làm thêm nhiều clip về cái tựa game này, Dynasty Warriors Overlord này, và khi nó về thị trường Việt Nam bởi nhà phát hành VNG Vinagame đấy, thì mình sẽ chơi và lập bang chiêu mộ anh em vào bang để chúng ta cùng chinh chiến cái tựa game này mọi người nhá. Bây giờ thì anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì nhớ ấn đăng ký kênh giúp Ngọc Ken nhá. Chào anh em và hẹn gặp lại.